Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 30. Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh, lúc mọi người xung quanh đều đang ngẩng đầu lên trời nhìn mười mấy đứa nhỏ rơi từ trên cao xuống, thì Diệp Lâm đã lao nhanh đến chụp từng. Đứa nhỏ một. Diệp Lâm chụp bé trai rơi xuống đầu tiên, sau đó nhẹ nhàng đưa qua tay Hầu Quán Quân. Kế tiếp, Diệp Lâm cũng làm tương tự với tốc độ chóng mặt, chụp liên tục bọn nhỏ đang rơi từ trên không trung xuống, để cho bọn nhỏ đứng vững. Vàng dưới mặt đất. Lúc một bé gái cuối cùng cũng an toàn rơi xuống đất, mọi người ở hiện trường mới hồi hồn lại từ trong cơn chấn động. Ai cũng thầm hô may mắn, nếu không có Diệp Lâm kịp thời ra tay thì bọn nhỏ chắc là phải ngã thành thịt vụn khi rơi xuống từ trên cao. Trời ạ, châu bò, Hầu Quán Quân khen ngợi liên tục, tự cảm thấy mình không bằng. Quả nhiên vẫn là sư phụ ra tay mới có thể giải quyết ổn thỏa. Hoa Quốc Đống thở nhẹ ra. Không hổ là sở trưởng Diệp nhân tài do triều đình lựa chọn. Quả nhiên là lợi hại, Tư Đồ Nhật Thăng tâm phục khẩu phục. Ngay cả Kim Lũ Y đứng bên cạnh cũng thay đổi cách nhìn về Diệp Lâm khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Cô ta thầm nghĩ, xem ra thằng nhãi kia cũng không tệ lắm. Người nhìn thấu bí mật của bóng bay là anh ta, người cứu đám nhỏ vẫn là anh ta. Nếu không phải Diệp Lâm bắt được kẻ hiểm nghi, đồng thời phát hiện ra điểm đáng ngờ, thì chắc là bọn họ đã bị tên bán bóng bay kia đục nước bèo. Cò lừa gạt rồi. Hừ, xem ra mấy năm qua, anh ta ngồi tù cũng có lợi quá đấy chứ. Học thêm được chút đồ vật cơ mà. Lúc nãy Diệp Lâm kịp thời ra tay cứu đám nhỏ, Kim Lũ Y tự nhận là mình không làm được như Diệp Lâm. Đổi lại là mình chắc chắn sẽ luống cuống tay chân. Sao, sao có thể chứ? Giờ phút này, tên bán bóng bay kia hoảng sợ trợn to đôi mắt. Anh ta không ngờ Diệp Lâm có thể đánh vỡ hết mọi quả bóng bay có dấu đám nhỏ, lại còn chụp được hết cả đám nhỏ, để đám nhỏ bình an rơi xuống đất. Rốt cuộc thì tên kia là ai vậy? Tên bán bóng bay lườm Diệp Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. 13 đứa nhỏ mất tích đều ở đây. Hoa Quốc Đông đếm số người ở đây khớp với số đứa nhỏ bị báo án mất tích dạo này. Tốt quá, tất cả đều còn sống, chỉ là đang hôn mê thôi. Tư Đồ Nhật Thăng kiểm tra tình huống thân thể của tất cả đứa nhỏ. Xem như là phá án rồi. Hoa Quốc Đống tươi cười, vậy là mình cũng có thể hưởng chút công lao. Lúc này, Diệp Lâm đi về phía tên bán bóng bay, tôi đã nhìn thấu hết chiêu trò của anh rồi. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bóng bay, Diệp Lâm đã hiểu rõ tất cả, đồng thời khống chế tất cả. Nói đi, Diệp Lâm nói, anh là người phe nào? Đang làm việc cho ai? Nếu anh nói thật thì tôi sẽ để cho anh chết toàn thây. Tên bán bóng bay giật mình, không nhịn được mà hỏi, còn anh là ai? Diệp Lâm bình tĩnh nói, sở trưởng sở trấn yêu Diệp Lâm. Anh chính là Diệp Lâm. Nghe vậy, tên bán bóng bay ngạc nhiên, hóa ra anh chính là Diệp Lâm. Anh cũng biết tôi nữa hả? Diệp Lâm hỏi, rốt cuộc thì người đứng sau anh là ai? Diệp Lâm cảm thấy là mình quen biết người đứng sau màn. Tao là người của chợ đen. Tên bán bóng bay bắt đầu khai ra thân phận của mình, mày và con đàn bà họ Kim kia lại đối đầu với chợ đen bọn tao lần nữa. Cho dù bọn mày là quan triều đình thì cũng không ai có thể giữ được bọn mày. Lần trước, Diệp Lâm và Kim Lũ Y đánh vào Lê Viên, hủy diệt cứ điểm chợ đen ở Yến Kinh, khiến cho chợ đen tổn thất nặng nề. Lần này, Diệp Lâm lại ra tay phá hư việc bắt đồng nam đồng nữ ở khắp cả nước của chợ đen. Thù mới hận cũ cộng với nhau, chợ đen tuyệt đối sẽ không tha cho Diệp. Chợ đen, sắc mặt Diệp Lâm trở nên lạnh lùng, quả nhiên lại là chợ đen. Thật ra trước đó Diệp Lâm cũng đã nghi ngờ là chợ đen làm rồi, cũng chỉ có chợ đen mới lén lén lút lút làm ra loại chuyện thương thiên hại lý như là bắt cóc trẻ em. Nếu các anh chỉ đầu cơ trục lợi một ít đồ cổ tranh chữ, thiên tài địa bảo. Thôi cũng được đi, Diệp Lâm nổi giận, hiện giờ, các anh cũng dám buôn bán dân cư. Quả nhiên là giống như lời đồn, chỉ có người khác không dám nghĩ, chứ không có đồ mà các anh không dám bán. Xem ra là không thể giữ chợ đen lại được nữa. Trên mặt Diệp Lâm hiện lên sát khí, anh quyết định tuần sau tự mình đi Đông Hải san bằng hang ổ của chợ đen. Ha ha, nhãi danh, mày mạnh miệng quá rồi đấy. Tên bán bóng bay cười lạnh, mày biết chỗ dựa của chợ đen là ai không? Mày dám động thử xem, một sở trưởng tam phẩm nhỏ nhoi mà dám đối đầu với chợ đen, cho dù có chết cũng không biết chết thế nào. Tên bán bóng bay còn chưa nói xong, Diệp Lâm đã rút cây đao đang cắm trên đùi anh ta ra, sau đó đâm thẳng vào cổ anh ta. Một chiêu mất mạng. Cuối cùng, Diệp Lâm ra lệnh, kéo đi. Ngũ mã phanh thây,
sau đó đem đi cho chó ăn. Vụ án mất tích hàng loạt đã được phá. Từ lúc Sở Trần Yêu tiếp quản đến khi phá án chỉ mất chưa đây một canh giờ. Vụ án gây rắc rối cho Phủ Thuận Thiên và Bộ Tư pháp trong nhiều tháng đã được phá. Hiệu quả như vậy đã gây sốc cho tất cả mọi người trong nhà nước. Không ngờ, Diệp Lâm, người được nội các thăng chức một cách bất thường, lại không phụ sự mong đợi và bộc lộ những phẩm chất phi thường của mình ngay khi nhậm chức. Vì vậy, nhà nước đã ban thưởng rất hậu hĩnh cho Sở Trấn Yêu, đồng thời trao cho họ nhiều quyền hạn hơn quyền quản lý của Sở Trấn Yêu không còn chỉ giới hạn ở những vụ việc yêu ma quỷ quái kỳ lạ, mà còn có quyền điều tra và xử lý các vụ án dân sự thông thường. Sau vụ án này, người dân thậm chí còn ca ngợi Diệp Lâm, thế giới tôn vinh anh là thần thám Diệp. Dù sao, vụ án mà đến quan phủ cũng không thể giải quyết được, sau khi Diệp Lâm tiếp quản lại dễ dàng phá án trong vòng chưa đầy một canh giờ, không phải là thần thám thì là gì? Bao chứng, Tống Tử Phục Sinh cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi phải không? Hơn nữa, khi báo án, dứt khoát bỏ qua quan phủ, trực tiếp đến Sở Trấn Yêu tìm sự giúp đỡ. Nhất thời, Diệp Lâm trở nên nổi tiếng, Sở Trấn Yêu dần dần được thế giới biết đến. Các vụ án được xin cũng giống như hoa tuyết, đến từng đợt. Đương nhiên, đối với những vụ án thông thường, Diệp Lâm cũng lười can thiệp, dứt khoát giao hết cho Kim Lũ Y để cô xử lý. Còn Kim Lũ Y cũng không phụ sự tin tưởng đối với mình. Mặc dù hầu hết các vụ án cô xử lý đều nhận được khiếu nại từ những kẻ tình nghi, nói rằng cô ép cung, nhưng về cơ bản các vụ án đều được phá án thuận lợi. Kim Lũ Y liên tục phá án nhưng toàn bộ công lao đều bị Diệp Lâm chiếm đoạt, càng giúp anh trở nên nổi tiếng. Hừ, tên khốn này, rõ ràng là công lao của tất cả chúng ta, nhưng danh tiếng lại một mình hắn chiếm hết. Còn những việc nặng nhọc thì vứt hết cho chúng ta xử lý. Kim Lũ Y rất phẫn nộ vì điều này, thậm chí còn muốn đình công. Kim Đại Nhân bất giận, Tư Đồ Nhật Thăng đứng ở một bên khuyên nhủ, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm sống, quan trường chẳng phải là như vậy sao? Có công lao đều là của cấp trên là do cấp trên biết cách chỉ đạo, có lỗi đều là của cấp dưới là cấp dưới làm việc không tốt. Kim Đại Nhân, lúc cô còn ở đội cận vệ Yến Kinh, danh tiếng chẳng phải cũng là một mình cô chiếm lấy sao? Chẳng qua bây giờ cô không có địa vị đó, có chút không quen mà thôi. Nghe vậy, Kim Lũ Y cảm thấy có lý, nhưng cô vẫn rất không phục, tôi và hắn ta làm sao có thể so sánh được. Hắn chẳng qua chỉ là may mắn phá được một vụ án, còn những vụ án sau này đều là do chúng ta âm thầm làm việc. Còn khi tôi ở đội cận vệ Yến Kinh, tất cả mọi việc tôi đều đích thân làm, là người đầu tiên xông lên. Tư Đồ Nhật Thăng vội vàng chuyển chủ đề, nhưng Kim Đại Nhân, khả năng xử lý vụ án của cô, đặc biệt là trực giác của cô thật sự rất lợi hại. Bất kỳ nghi phạm nào cũng không chịu đựng được sự thẩm vấn của cô. Đúng vậy, Hầu Quán Quân cũng nói, tôi thậm chí còn cảm thấy Kim Đại Nhân có giác quan thứ 6 cực kỳ chính xác. Nếu cô chịu hợp tác với Sở trưởng Diệp, hai người nhất định sẽ là Sherlock Holmes và Watson hiện đại. Được đồng nghiệp khen ngợi, Kim Lũ Y vẫn có chút lâng lâng, sau đó cô phát hiện ra một điểm, hỏi, tôi và anh ta, ai là Sherlock Holmes, ai là Watson? Cái này, trong mắt mọi người, nhân vật chính như hôm đương, nhiên là cấp trên cao nhất, Sở trưởng Diệp rồi. Nhưng mọi người cũng hiểu rằng với tính khí nóng nảy của Kim Lũ Y, làm sao có thể làm vai phụ được. Nhìn thấy Diệp Lâm không có ở đây, Tư Đồ Nhật Thăng cười chiếu lệ nói, đương nhiên Kim Đại Nhân cô là Sherlock Holmes rồi. Hừ, vậy còn tạm được, Kim Lũ Y rất hài lòng với việc mình là nhân vật chính. Cuộc nịnh nọt này đã khiến sự oán hận trong lòng Kim Lũ Y vơi đi rất nhiều, lại chuyên tâm làm việc. Hầu Quán Quân thầm nghĩ, quả nhiên là nghìn sai vạn sai, nịnh nọt không sai. Không ngờ đến cả cựu chỉ huy uy nghiêm của đội cận vệ Yến Kinh cũng rơi vào cái bẫy này. Đương nhiên, tâm lý của Kim Lũ Y càng muốn cạnh tranh với Diệp Lâm hơn. Thời gian vô thức trôi qua, cũng đến cuối tuần rồi. Bộ trưởng Bộ Tài chính Khổng Hữu Vi vừa sáng sớm đã đích thân gọi điện cho Diệp Lâm để nhắc nhở Diệp Lâm tối nay đừng quên đến dự tiệc sinh nhật của ông ấy. Đồng thời, Khổng Hữu Vi cũng có một vài ý đồ riêng, muốn nhân cơ hội này để cháu gái Khổng Mộng Kỳ của mình gặp Diệp Lâm. Nếu sắp xếp một buổi xem mắt thông thường, cháu gái ông sẽ rất chống đối, nhân cơ hội này, để hai người gặp nhau. Khổng Hữu Vi cảm thấy với tài năng của Diệp Lâm, chắc chắn có thể có được trái tim của cháu gái mình. Sư đệ, tối nay nhất định phải đến đấy. Khổng Hữu Vi nhắc lại nhiều lần. Nhất định, Diệp Lâm cam đoan nói, tôi đã sớm chuẩn bị cho sư huynh một món quà rồi. Ha ha, được, vậy chúng ta hẹn gặp lại tối nay nhé. Tối đó,
Diệp Lâm ăn mặc chỉnh tề, cầm món quà sinh nhật, cưỡi ngựa Akhantech đi dự tiệc. Không lâu sau, Diệp Lâm tiến vào Khổng phủ. Anh em nhà họ Dương cũng lái xe chở ông nội Dương Sĩ Tuấn đến ngay theo sau. Anh, mau nhìn kìa. Sau khi xuống xe, đôi mắt sắc bén của Dương Thiến chú ý tới con ngựa Akhantech. Ý, đúng là con ngựa Akhantech đó. Dương Đông không khỏi kinh ngạc, tiểu tử đó thật to gan, lại dám đến Khổng phủ dự tiệc sinh nhật của Khổng đại nhân. Hắn là một tên ăn trộm ngựa, có tư cách gì vào đây chứ? Dương Thiến đoán, nói không chừng hắn trộm con ngựa Akhantech này là để tặng cho Khổng đại nhân. Ừ, rất có lý. Dương Đông gật đầu, chúng ta đợi lát nữa sẽ vạch mặt hắn tại chỗ. Không thể để hắn đạt được thứ hắn muốn. Lúc này Dương Sĩ Tuấn quay người lại nói, hai đứa đang lẩm bẩm cái gì ở đấy đấy. Cháu đến đây, hai anh em nhanh chóng đi theo. Vừa bước vào phòng khách, khách khứa đã đông đủ, rất náo nhiệt. Còn Dương Sĩ Tuấn, thân là Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Ngoại giao, thân phận rất nổi bật, vừa bước vào đã lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Xung quanh có vô số người đến chào hỏi. Hai anh em Dương Đông và Dương Thiến cũng nhân cơ hội tách khỏi ông nội để tìm kiếm tên trộm ngựa. Bọn họ không biết rằng lúc này Diệp Lâm đã được Khổng Hữu Vi mời đến thư phòng uống trà nói chuyện. Thiến Thiến, hai cháu đến rồi à? Lúc này, Khổng Hữu Vi mỉm cười và vẫy tay chào hai người. Oa, em gái mộng kỳ, em lại xinh đẹp hơn rồi. Dương Đông nhìn thấy, mắt anh ta liền sáng lên, em vừa về nước, anh đã muốn mời em ăn cơm rồi, nhưng đáng tiếc là em nhất định không chịu nể mặt. Ha ha, anh Dương, anh là người bận rộn, em làm sao dám. Khổng Mộng Kỳ cười chiếu lệ. Sau đó nói với Dương Thiến, Thiến Thiến, cậu đoán xem vừa nãy tôi gặp ai. Ai thế? Dương Thiến suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, lẽ nào là người đón được tú cầu của cậu ngày hôm đó. Không sai, Khổng Mộng Kỳ nói, tôi đã nói rồi, có duyên thì cách xa nghìn dặm cũng sẽ gặp, điều này chứng tỏ hai chúng tôi rất có duyên. Người đâu? Dương Thiến cũng muốn nhìn xem. Khổng Mộng Kỳ nói, tôi còn chưa trang điểm nên chỉ nhìn anh ấy từ xa, không gọi anh ấy. Đợi một lát nữa, tôi đi thay đồ, trang điểm rồi sẽ gặp anh ấy thì ra nghe nói ông nội cũng mời đối tượng xem mắt của mình đến nên Khổng Mộng Kỳ cố tình không trang điểm, để mặt mộc, trông rất luộm thuộm. Không ngờ lại gặp ý chung nhân của mình. Nói xong, Khổng Mộng Kỳ tách khỏi anh em họ Dương, quay về phòng sửa soạn. Không biết là tên khốn nào có thể chiếm được trái tim của em gái Mộng Kỳ. Trong lòng Dương Đông tràn đầy ghen tị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.